Sao đại ca này á, là dụ người ta vô hội Đức Chúa Trời gì phải không, rồi cho người ta uống nước bùa phép gì phải không, nhân danh Chúa Giêsu Kitô qua quyền năng Chúa Thánh Thần mở miệng ra nói tiếng người phàm, nói tiếng Việt Nam, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, amen. Này là đại đại ca phải không, giờ có nói không hay là đợi bị đánh rồi mới nói? Lừa bịp thì phải liên quan. Nếu mà Đức Chúa Trời của mấy người mà có thật á, thì kêu ổng xuống đây đi rồi tôi nói chuyện với ổng, tôi thả mấy người ra. Vấn đề của tôi không phải thật hay giả, chuyện đó là chuyện của tôi, không liên quan tới mấy người. Chừng nào tôi nói là tôi là người công giáo mà tôi cho đi uống thuốc bùa mê thì tôi sai. Tôi là bên môn phái nhà sư trời, đó là chuyện của tôi. Nhưng mà đó Môn không phái có của thật tôi nên không liên là quan đó tới không mấy có thật nên đem bao nhiêu người lầm lạc. Đó là tai sai của ma quỷ. Thì đối với Thiên Chúa, việc làm của ma quỷ là phải bị tiêu diệt, vậy thôi, dứt khoát. Là cái gì hả? Mình không biết mình là cái gì mình hỏi. Xin Chúa. Ủa sao nói là của Đức Chúa Trời? Ừ. 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 Không ăn cắp bản quyền nhưng mà dùng danh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là cha của ông Giêsu, rồi nói người ta là cho thiên đàng, mấy người làm gì có quyền mà cho người ta thiên đàng, có phải là lừa bịp không? Ừ. 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 Cũng ngồi mép ghê ha. Nhưng mà ừ. Ừ. Nhưng mà những người kia, đạo kia là người ta tự nguyện, còn cái này á, là cho người ta uống nước rồi mê muội, đó là không đúng. Giỏi. Chuyện
có mấy người bên đó tôi biết mấy người làm việc tốt, tôi không phủ nhận. Tụi tôi làm việc xấu, tôi không phủ nhận. Mấy người tốt thì mấy người cứ giúp tụi tôi lên, mấy người không giúp tụi tôi cũng không trách được, vì ai như Chúa có mấy người nó phải trả lễ trước mặt Chúa, có mấy người tôi đồng ý tụi tôi làm xấu, chúng tôi phải chấp nhận làm việc xấu, còn mấy người làm việc tốt, mấy người nhận hoa quả tốt, không xúc phạm với nhau, đạo ai nấy giữ, có Chúa Trời xét xử. Đúng, nên tôi cũng đâu có đụng, tôi cũng đâu có dính líu với mấy người đâu. Nhưng mà cái này đó là Chúa cho họ bắt về, còn ai làm gì là chuyện của họ, tôi không có rảnh. Chỉ có ông Chúa mới bắt được tôi thôi, Đúng, không ai bắt được tôi đâu. thành ra giờ này là giờ Chúa muốn chứ không phải là tôi muốn, tôi không có Thì là tôi gì để mới muốn. nói với mấy người đó. Thành ra bây giờ khi mà Chúa đã muốn rồi thì về đây mà nói chuyện ăn năn sám hối với Chúa, xin Chúa thương xót tha thứ tội, đầu phục Chúa, thì tôi sẽ cầu nguyện xin Chúa cho mấy người. Còn mấy người không đầu phục là chuyện của mấy người, không dính líu tới tôi. Tôi chưa có nói đầu phục hay không đầu phục, mà tại vì nói tôi là dụ dỗ cám dỗ Chúa, cái đó là chuyện của mỗi người, công việc của mỗi người, mình không liên quan gì tới nhau. Còn tôi biết về đây là phải đầu phục, bây giờ tôi đang nói tranh luận về vấn đề dụ dỗ và cám dỗ vào Chúa. Còn tôi biết tôi về đây tôi sẽ phải đầu phục, không những tôi phải đầu phục Chúa của mấy người mà tôi phải năn nỉ mấy người cầu nguyện bớt tội cho tôi nữa, điều đó là đương nhiên vì tôi phải làm, vì tôi biết về đây là tôi biết, vì tôi biết không ai bắt được tôi hết, mà tôi từ bên kia mà đứng bên này bắt tôi là biết rồi, nó khác nhau, hai cái nước khác nhau, không có giống nhau. Mà quan dây bắt được tôi là tôi biết tôi tới số rồi, tôi biết tới tôi giờ rồi. Nhưng mà tại vì nó là đạo tôi là ma quỷ, ok tôi là ma quỷ, mà thứ hai nữa nó là cho uống cái nước để dụ dỗ, đó là khi mà người ta muốn đạt được mục đích thì người ta phải dùng mọi thủ đoạn, nhất là ma quỷ của tôi. Còn đấy là vấn đề chân lận đạo và đạo khác nhau, đừng có xúc phạm tới đạo tụi tôi. Đạo tụi tôi không tốt vẫn là đạo của tụi tôi, cha mẹ tôi không tốt vẫn là cha mẹ tôi, đúng chưa? Còn mấy người tốt là cha mẹ, còn mấy người tôi ok, đó là tôi mới nói là không là xúc phạm tới đạo của tôi. Còn bây giờ tôi về đây tôi sẽ đầu phục Chúa của mấy người, và tôi xin mấy người cầu nguyện bằng lời cầu nguyện của mấy người cho chúng tôi bớt tội, vì đã đến giờ chúng tôi phải đầu phục. Còn đạo của tôi đừng xúc phạm tới, cho dù tôi đi về với ông Giêsu, với Thiên Chúa ba ngôi của mấy người, nhưng mà đạo tôi vẫn tôn trọng, vì đó là tôi đã tôn trọng cái đạo đó, tôi đã đi trong cái đạo đấy, thì tôi có đầu phục bên này nhưng mà tôi cũng không phản đạo bên này, tôi không theo nhưng cũng không bao giờ tôi phản. Tôi nói thế chắc bà hiểu tôi, Chuyện đó không phải chuyện của tôi. ok? Thì bây giờ đã xong, giờ thì tới tôi xin bà cầu nguyện với Thiên Chúa ba ngôi của bà, với bà mẹ Maria của bà tha thứ tội lỗi cho tôi, thằng đệ tử của tôi nữa. Xét xử sao tùy ông, vì tôi biết Đúng. Chúa Trời sẽ xét xử theo đúng của ông, Chúa trời nhưng mà thiệt, xin Chúa một trời thiệt. chút thì bớt một chút. Không phải Chúa trời Cảm của ơn. ông đâu. Chúa trời thiệt. Thật ra tội của tôi nặng lắm, gieo rắc ở bên Hàn Quốc rất là nhiều, tôi cố tình đi làm như vậy Tôi biết mà. vì ma quỷ tụi tôi là như vậy, nếu như không được xuống ngọn ngục thì là may lắm nhờ. Tôi Được không rồi. dám nói điều gì Được rồi. Cái bổn phận của tụi tôi chỉ biết cầu nguyện cho những linh hồn hay là tất cả những người cần lòng thương xót của Chúa, bổn phận của tụi tôi cầu nguyện. Còn tôi không có thời giờ nè. để mà phán xét. Tôi còn biết bà là ai nữa này, Tôi không biết tôi là ai, sao ông biết? Sao biết được? Sao ạ? tôi nói cho bà biết, khi mà tụi tôi đi đánh trận bà cứ thấy đi mấy thằng tướng mà như thằng kia, tướng bên kia trận là không bao giờ, ông vua thì ở trong cung rồi không đánh được rồi, đi là phải đi đánh thằng tướng trước chứ không ai đi đánh thằng tốt, vô là đánh con sĩ, con xe, con pháo trước, con mã trước, không ai đi đánh hàng chốt. Bà là cỡ con xe với con pháo mà tụi tôi không vô nổi,
Không phải vì có hàng chốt vây bên ngoài tụi tôi vô chỗ bà không nổi, Ừ. mà vì có thằng sĩ nó đứng nó bảo vệ bà rồi. Chỉ là ai? Tụi Mika tôi thằng sĩ tức là thằng tướng là lớn nhất rồi, tới thằng sĩ mới tới thằng tượng mới tới thằng xe phó mã đấy, ai biết thì một người vừa biết ta đánh đấy cờ chỉ tướng thằng đâu tướng nói. mà bà đã tới là thằng sĩ nó giữ, tức là cái thằng lính một sát thằng tướng giữ của bà. Tụi tôi có phá bà được chứ tụi tôi quá nhanh ta, Ủa vậy hả? Tôi bà đâu. mà không có thằng sĩ giữ là tụi tôi bẻ cổ bà từ lâu cho bà theo Đức Chúa Trời luôn rồi, không phải tới giờ này đâu. Ồ dạ, tôi đâu Tôi biết cho bà đâu. biết Tôi chỉ biết bổn phận của tôi là Chúa muốn tôi cầu nguyện giúp cho người ta, thì tôi chỉ biết tôi là người cầu nguyện thôi, còn tôi chẳng biết tôi là gì, tôi chỉ biết là một tôi là một con người tội lỗi thôi. Cái gì mà phạm Tôi lại nghĩ điều là răn là tôi cám không có hết. làm được điều gì tốt, tôi cũng phải công nhận điều đó. Ừ. Thôi được rồi. Cảm ơn Chúa đã thương mấy người. Lòng thương xót của Chúa Cảm rất là ơn Đức bao Chúa Trời la. của tôi. Cảm ơn Chúa. Xong rồi, tôi nói xong rồi. Sao ông không kêu đệ tử ông về đi luôn? Này đứa nào, nhưng mà ông quân tử thiệt, Đức cho lưu mà cũng không chửi. Vậy này ông quân tử nói, tao vậy đằng đường vậy một con quỷ đại tướng vậy mà đi chấp mấy đứa con nít như mày, chẳng khác nào bắt đục. Chấp là chấp cỡ này này, mày mà chấp mày con nít con nôi. Trời ơi bà ngoại ơi, đại tướng nha bà ngoại. Đại tướng mà hâm tao quá, tao sợ quá. À, ông nhỏ nãy hâm à à ở Ông đây nhỏ mày ăn thôi chứ ông này không à ăn, ông à này chỉ tranh luận đúng thôi bây sai thôi. giờ à, nói cho ngay, tất cả đều là con của Chúa hết, nhưng Không ngốc á. có người thì à, đi đúng, có người thì đi sai, và có rất là nhiều người họ không thấy được quyền năng của Chúa nên họ không có tiến gần Chúa thôi. Thành ra đối với tôi á, cái việc làm của tôi là cầu nguyện cho người ta trở lại với lòng thương xót của Chúa. Dù là quỷ, dù là ma, dù là tà linh, dù là âm binh, dù là người sống, người chết, linh hồn, đối với tôi vẫn là một, vì cái đó là việc làm của tôi là cầu nguyện. Chứ không phải tôi nói ô cái thằng này quỷ, ô cái thằng này ma, ô cái thằng này cô hồn, ô cái thằng này như thế này. Không. Cái chuyện đó là chuyện của mấy người sẽ đối diện với Thiên Chúa. Chính vì cái đó của mày nên tụi tao không đánh mày được đấy. Ta nói đối với tôi chỉ biết cầu nguyện thôi, còn tôi chẳng có phán là ông là như thế này, ông phải như thế này không. Tôi không cần biết, tại vì không phải chuyện của tôi. Chính vì cái đầu mày không có suy nghĩ như thế cho nên là tao bây giờ tao đã hiểu tại sao mà thằng sĩ nó bảo vệ mày mà không phải là thằng chốt nó bảo vệ mày. Thì chị sĩ tướng tượng gì tôi có biết mẹ gì đâu. Thì thôi, cứ làm việc Chúa muốn mình làm thôi, còn ngoài ra, nhưng mà thật với lòng tôi rất là thương những người và những linh hồn hay là tất cả mọi người chưa biết và chưa ngẫm cảm nghiệm được Chúa. Tôi rất là thương và tội nghiệp họ, vì tôi đã Tao từng có Đức Chúa Trời rồi. Đức Chúa Trời cứu đi, Chúa Trời giả mạo, mà cái Chúa Trời hoài quỷ nó ngồi trên đó nó nói Đức Chúa Trời mà cứ nói hoài. Chúa Trời sao giả mạo? Chúa Trời, Chúa ở trên trời, Không, Đức Chúa ở Trời không có, trên ý. Đức Chúa Trời thật mới là Đức Chúa Trời, còn cái mà nó nói với mấy người đó, nó không phải là Đức Chúa Trời. Nó là giả, cũng như vàng vậy đó, vàng 3 số 9, còn vàng kia hả? Không có số nào luôn, mà nó vẫn nói nó là vàng. Tại vì Thiên Chúa là không có mà như vậy được. Thì thôi đi, không bàn nữa. Bây giờ mình biết là mình đã đi, nếu mình đi đúng đường thì không cần phải qua với Giêsu. Nếu mà em cảm thấy em đi ông Chúa Trời thiệt thì em đi theo ổng đi, khỏi cần đi em qua ông Giêsu làm gì, khỏi cần đồng Người phục ta cũng Giêsu làm gì. Cái đó là lừa bịp, bao nhiêu năm nay bị lừa bịp.
Còn nếu mình thật sự đi Chúa Trời rồi, tôi đâu cần phải giúp làm gì, tôi đâu cần phải cầu nguyện làm gì, Chúa Trời còn ngon cơm hơn nhưng Giêsu mà mà. cái bên Đức Chúa Trời là quan uống. Trời ơi, nó đã giả rồi, quỷ nó giả rồi mà cứ Chúa Trời hoài vậy. Chị đi bên đó quan uống. Ừ, thì bên đó ăn uống đi, ăn nhậu đi. Mình nếu mà mình thật sự mình đi với Chúa Trời thật thì mình không cần phải đầu phục Chúa. Vì họ là cha con mà. Nếu mình thật sự là của Đức Chúa Trời thật sự rồi thì không cần phải đi qua Thiên Chúa. Tôi không cần phải cầu nguyện cho mấy người. Không có phải bị bắt. Con ơi, có hiểu gì không? Em đéo hiểu gì luôn á. Tao cũng không hiểu gì Vì đó là Đức Chúa Trời giả, con quỷ nó ngồi đó nó lấy danh hiệu của ổng, giống như tao bán vàng giả mà tao nói tao bán vàng thiệt thì cứ nhào vô mua. Nhưng mà nó là vàng giả. Không thế phải là Đức họ Chúa đã biết Trời. tụi tao thật thà ra. Ừ, nếu Đức Chúa Trời thiệt thì đâu cần phải đi, tôi đâu cần phải cứu, tôi đâu có trói được. Người của Đức Chúa Trời. Đây nè, tôi nói cho nghe nè. Tôi là người Thiên Chúa nè. Bây giờ mấy người đó muốn bắt tôi bắt được không? Thì nếu mấy người thật sự là người của thiên của Đức Chúa Trời, tôi không bắt được, tướng quân không bắt được, tôi không cần phải cầu nguyện cho mấy người phải cầu nguyện lại cho tôi. Đồ giả mà. Hồi nãy giờ tôi Thế là không mày muốn đeo cả. bóng quá vậy? Ừ, bởi vì nó mới làm vậy mới bịp được chứ. Đồ má, đồ giả đẹp. Con đồ chị khá. Ừ. Thế đại tướng quân có biết trùng ở đâu không? Tao không biết. Chị, hãy xài đại tướng quân đi xa tụi em nè. Thằng kia. Chị thôi, giờ đại tướng quân kêu hết đến về đi. Kêu nó Chị về đi để xe cứu tàu nó. rồi. Không có ai giết được đâu. Không có ai làm gì được em đâu. Em đã tới đây rồi. Không ai làm gì được em hết. Giờ ngồi đây rồi sao đi kêu. Không. Kêu đi nó về. Chú Đại cho. tướng quân xạo quá. Đại tướng quân đừng có nhớ lại tướng quân lên đi. Nhưng mà chỗ này nó phải chỗ tụi không phải sao. Chỗ này nó phải chỗ tụ họp hàng ngày đâu. Mà tao đưa cái nhắn lên không phải chỗ nào. Tụi nó cũng có đến đâu. Nó sẽ đến. Đưa Chú đi. thương mà. Đưa đi nó Chú biết. thương sao biết. À, giỏi. Rồi đại tướng quân đưa nhẫn lên đi. Nhẫn hột xoàn, nhẫn gì đó. Rồi kêu nó về đi để cứu nó, đã bị bịp rồi, mình đã bị bịp rồi thì mình đâu muốn đệ tử mình bị bịp nữa. Nha. Thì là thiệt, còn đại tướng quân đánh không được thì là mình giả. Thôi khỏi cần đánh, đi ra thử có được không? Ra được là đồ giả, còn ra không được là đồ thiệt. Ra khỏi cô này nè. Ừ, ra đi. Đi đi. Nếu ra được á tôi cũng dẹp tiệm luôn. Tôi khỏi cầu nguyện nữa. Thì giờ nghe rồi đó, chưa muộn. Nếu mà em ra, nếu mà em ra được khỏi cô này thì không cần phải về với Thiên Chúa của tôi, tại cũng là giả luôn. Giả với giả không có chơi. Ra được cứ Cái ra. thằng đệ tử mày ra trước coi. Em nhìn thấy một bên bàn kia, em sợ chết mẹ em rồi kìa. Không ai đánh đâu, không ai đánh đâu. Không ai Nếu đánh mày đâu. đánh thì mày ra trước đi. Không ai đánh đâu. Tao bị mày ra. Sĩ mà, sĩ mà. Chốt, chốt, chốt. Chốt. Tao đâu biết đánh cờ đâu. Nó cắt nghĩa tao hiểu một chút mà. Chốt ra đi chốt. Rồi rồi cái sĩ. Chốt xong tới sĩ. Sĩ Ra xong. Sĩ xong tới tượng. đi. Sĩ ra đi. Sĩ ra đi. Ra được thì tôi phục. Mấy trăm năm mà chưa ai nói. Bây giờ làm sao? Dùng hết sức ra cho được không? Vùng vẫy coi nha không?
Thì nhẹ không được thì mạnh. Không ra được. Thế thì sao? Ê, thì tưởng mày kiếm qua con ổ khóa khóa cho tao mày. Người ta mà một ổ khóa. Ủa, bùa phép mấy người đâu? Người của trên chúa đấy. Dù dù sao được đâu đủ cũng cãi nữa. Kêu để tử về đi, đưa cái nhẫn lên đi. Kêu Ok. tụi nó về để được cứu luôn đi. Ừ. Cũng má nãy giờ em ở đây em mệt. Tụi cái lắm mọi nhà. Hồi nãy em ra em cũng đập sùng sùng. Đến lúc em hiểu ra rồi bây giờ em biết rồi. Vậy tôi quần có ra không? Không kêu đi mẹ chứ. Có tôi quần lại này. Nó mình tự tử. Em được rồi sao vậy? Không có thắc mắc tự tử nhẫn lên cho tao về nhẫn lên. Lẹ đi, người ta cũng bị Giờ bịp như tao mình. tướng quân mẹ mày là tướng quân tao mày sai tao. Em năn nỉ tướng quân đưa cái nhẫn lên cho các quân đệ về. Mày bây giờ mày là tướng quân tao chứ tao là tướng quân mày gì nữa. Ai là tướng quân được được cứu được rồi. Tướng quân của bên bên kia đó. Sao? Sao nhiều quá vậy? Còn đó giờ Đại quá. tướng quân mà cầm quân gần hết luôn á. Ở trên đại tướng quân có mấy me thôi đó. Ôi trời ơi biết bao nhiêu tỷ người má ơi luôn. Ừ. Sao Chúa trời không cứu? Nếu có thật, Chúa trời giả mạo. Đại tướng quân này còn đang bị ngu ngu đứng hình. Tại vì tin Nhanh quá lên đó, cho tỉnh đi, đúng đúng đúng, uống mấy nhanh cho tỉnh. tin quá đó, bây giờ thấy Thiên Chúa quyền năng cái lộn xộn hết trơn à. Dạ, nói đi, tướng quân, nói đi, đại tướng quân, nói đi. Appusikappa porotan cita leo chutuna ojita pepo shuzuna pepo shikabona ojo shuzuna oppen ojo Chẳng nói gì đó khiêu về đầu nói gì phục. này nói nè tất cả các tướng quân bữa nay về đây đều phục Thiên Chúa Ba Ngôi. Tao bao nhiêu năm nay này tao bị lừa gạt, bây giờ tao về đây tao vô đây tao không có ra được, tao biết đây là thật nên tất cả về đây đều phục. Tất cả về đây đều phục về theo đi, đứa nào mà không đồ phục mà bỏ đi mà tướng quân ở đây người ta bắt lại một con xuống hoàng ngục thì đừng kêu tao năn nỉ vì tao không có năn nỉ được. Cái người ta trả lời là tướng quân ở đâu chúng tôi ở đó, đơn giản À, lắm. tạ ơn Bà ngoại Chúa. thấy ông uy không về ở sao có cái nhẫn kêu mới về hết rồi ông ác còn nổi hay là đồng cứ Cái nhân thật nó dạy đánh bằng chủ mà. Nhân đây dạy chỉ đánh cần bằng chủ á. Đây Ban, chỉ cần ban có một chủ. tướng thôi là xong, bắt được nguyên cái lưới cá khủng. Bởi vậy nó nói gì bắt gì đó, bắt gì sĩ tướng tượng gì đó, tao đâu biết đâu. Đúng là tướng quân dùng toàn là cờ không chứ không không nói chuyện bình thường. Cỡ này Đó. là cỡ sĩ à, cỡ này cỡ sĩ à, cỡ Thôi được rồi, cảm tướng ơn Chúa. giờ là còn tướng mới sĩ nữa, cho nên là còn tướng mới sĩ nữa mới là tượng thôi. Hả, tướng sĩ tính sao? Tướng sĩ nó còn yeah, bởi cầm quân không trung quân hết rồi còn Bởi vậy đó, cái ông mà trưởng của cái hội Đức Mẹ gì, hội Chúa Trời gì đó bên 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 đó đó, ổng nói ổng là Chúa đó. Ổng nói quân ổng hết là Chúa mà. Chúa Trời mà, ổng là luôn chứ không phải là thờ Chúa Trời không. Ổng nói ổng là, còn cũng như bây giờ mình thờ Chúa thì mình kính thờ Chúa, còn chứ mình không nói mình là Chúa. Ổng nói ổng là Chúa. đại sư huynh đại tướng quân nói là ông đó là ông tướng đấy, ông đó là ông lớn nhất đó, đi À. vào nhập vào người ta nói vậy á. Ừ. Không, tới ông đó bây giờ. Được rồi. Kêu bao nhiêu quân vậy mà nói tiếng quân nói đại tướng quân đâu chúng tôi ở đó Và mỗi lần lên, chúng tôi mỗi không lần mà họ 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 bắt đầu họ cầu nguyện Chúa Trời, mà Chúa Trời đó đó, chứ không phải Chúa Trời của mình, là bắt đầu dãy đạch đạch là đùng cũng đùng, dãy đạch đạch đùng đùng, là quỷ là nó cũng nhập là vô lắc đó. lắc lắc Ừ. lắc vào mà lên Ừ. Quỷ nó mới dậy. uống Thôi được rồi, cảm ơn Chúa. xin tội cho chúng tôi đi thay Được quần rồi. áo cho tất cả tướng quân tụi tôi nhé. Được rồi, tôi sẽ cầu nguyện Tôi cho đầu phục. tất cả. Nay đã Ôi ôi, không được tôi đầu phục được. Bây giờ mới nói tôi đầu phục rồi đó. à, vì ra không được,
và thấy được quyền năng của Chúa. Còn hồi tháo chiếc nhẫn này giùm tôi cho anh. À. Tôi không muốn đeo nó nữa vì tôi không làm đại tướng quân của các người này, tôi không muốn đeo. À ha, con xin tổng lãnh từ nay thiên tôi thần. giống như mọi người. Rồi chính ông lột cái nhẫn đó ra đi rồi giơ lên cho tổng lãnh. Tôi mà lột được thì đã thỏi nhờ thôi. À vậy hả? Con xin tổng lãnh thiên thần Mi-ga-e vô hiệu hóa chiếc nhẫn đó, không còn quyền phép nữa, và lột chiếc nhẫn đó ra, quăng xuống, đốt quăng xuống hỏa ngục. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Sao nhẫn sao rồi? Lột ra chưa? Đeo nhiêu năm rồi đại tướng quân? Hơn 500 năm. Trời ơi, 500 năm hàng gì quân đoàn kinh khủng. Ừ. Rồi được rồi. Cảm ơn. Xin tôi vị... là một linh hồn bình thường, không được ai được gọi. Tất cả không ai được gọi ta là đại tướng quân nữa. Cứ gọi là anh là được rồi. À. Anh hai đi. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin Chúa thương xót cho tất cả những linh hồn, sự dữ, ma quỷ đã bị khống chế, ma quỷ dụ dỗ cho vào hội Đức Chúa Trời, giả mạo bao nhiêu năm nay họ làm việc, nay họ đã được Chúa cho thương xót họ, cho họ về ăn năn sám hối. Xin Chúa thương xót tha thứ tội và dẫn đưa họ về với chân thập giá Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.